Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là 30 tháng 8 năm 2016. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị một bộ hoành phi câu đối bằng gỗ gụ. Và bộ hoành phi câu đối này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là làm theo đơn đặt hàng của bác Chính ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Bác cũng ở ngay chân cầu Vĩnh Thịnh. Bác đã về đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rất nhiều lần để xem hàng và đặt hàng rồi. Hôm nay chúng tôi là xong phần mộc. Sau khi xong phần mộc thì bác yêu cầu chúng tôi quay để bác xem trước, và sau khi xem xong chắc là bác về bác kiểm tra cái phần thô này. Đấy, chúng tôi vẫn đang để đây nên vừa mới xong. Ở bên cạnh cái bộ này ra thì chúng tôi còn xong một bộ cuốn thư Mai Điểu hàng VIP, dày toàn bộ là dày 5 phân hàng VIP. Nhân vật chính trong cái clip này thì là chúng tôi quay giới thiệu bộ hoành phi câu đối của bác Chính đây. Bộ hoành phi câu đối này chúng tôi làm theo yêu cầu của bác là có kích thước riêng và chữ thì bác cũng mang mẫu chữ đến cho đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi cũng làm theo yêu cầu của bác. Đây, quý vị đang thấy đây, hôm nay là 30 tháng 8, một chữ đây ở giữa vẫn là Đức Lưu Quang, một chữ phổ thông mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vẫn làm. Và hôm trước, hôm 29 tháng 8 thì là chúng tôi đã nhận được 3 đơn đặt hàng về bộ các bộ hoành phi câu đối này. Và hôm nay thì tôi xong mộc cái bộ này. Và một đây chúng tôi sẽ đọc cái chữ của bác Chính lên. Bác Chính yêu cầu đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đúng chữ của bác. Phía bên phải, câu đối phía bên phải này. Công đức sinh thành hậu, công đức sinh thành ân tiên tổ, và một bên là phúc lộc vinh hoa hậu tử tôn, rất có ý nghĩa. Gia đình của bác đã mang chữ đến yêu cầu đồ gỗ Thành Luân thì tôi làm theo mẫu chữ. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi theo hai số điện thoại 0972770888 hoặc 0967110389. Đây, quý vị đang thấy đây, chúng tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên là câu đối đây. Câu đối là chúng tôi làm trên rơi dưới lãng, rất phù hợp với cả cái bộ hoành phi câu đối này. Trên rơi dưới lãng, dưới lãng hoa, rơi là tượng trưng cho chữ phúc, ngậm chữ thọ đầy đủ phúc thọ. Công đức sinh thành ân tiên tổ, Đức Lưu Quang. Và một bên phúc lộc vinh hoa hậu tử tôn. Và sẽ đi vào đường nét chi tiết của cái hoành phi này. Về kích thước thì chúng tôi cũng không cần phải nói rồi, kích thước thì chúng tôi làm theo yêu cầu của bác Chính là chuẩn ghép rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu khách hàng. Mẫu phổ thông của chúng tôi là 1m97, hoành phi 1m97 rộng 69, và câu đối 1m97 hoặc là 2m17 tùy theo. Và đây là cái sản phẩm mà bác Chính đã đặt chúng tôi. Và toàn bộ các đường nét hoa văn ở trên bộ hoành phi câu đối này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đây, xung quanh này chúng tôi là đục từ quý và tiến thư, bốn mùa hoa lở xuân hạ thu đông. Trúc mai, đường nét chạm trổ này chúng tôi là đục chạm thủ công 100% bằng tay. Quý vị có thể về trực tiếp cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng, hoặc là đến tận xưởng sản xuất chúng tôi. Đây, video quý vị đang xem là chúng tôi quay tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân ở trong làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây, công nhân chúng tôi đang rất tấp nập với công việc hàng ngày. Tôi đang chuẩn bị ra nó rất nhiều các sản phẩm. Nguyễn về trước à? Không, em ra ngoài cửa hàng trước đi. Đây, quý vị đang thấy đây. Quay trở lại bộ hoành phi câu đối, chúng tôi nhắc lại ngày 30 tháng 9 chúng tôi vừa xong mộc cái bộ hoành phi câu đối, được làm theo đơn đặt hàng của bác Chính ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Bác ở ngay chân cầu Vĩnh Thịnh,
rất quen thuộc với người, cũng rất gần anh Hiếu, anh ở Hòa Loan Vĩnh Tường. Và bộ cuốn thư câu đối Mai Điểu hàng VIP. Mai Điểu VIP. Đây, tất cả toàn bộ dày 5 phân, được chạm thủ công bằng tay này. Và cái bộ cuốn thư câu đối này chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau. Bên cạnh cài hồng chỉ rất đẹp. Mai Điểu hồng chỉ. Anh em xin trân trọng cảm ơn và xin chào lại quý khách trong những video clip sau.